Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người đây là một trong những siêu phẩm mà tất cả những anh em đồng cam là đều có muốn có được sở hữu cái sản phẩm này. Đó là sản phẩm IOK All-in-One Outdoor Kitchen System. Thì lý do tại sao mà để tất cả các anh em đồng cam là thích cái sản phẩm này và sử dụng ra sao thì hôm nay mình sẽ unbox cái sản phẩm này và sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng như thế nào và mình sẽ setup làm sao ha. Bây giờ mình sẽ unbox cái sản phẩm này ra và sẽ giới thiệu với cả mọi người. Thì cái màu này ngày hôm nay ấy, là mình sẽ lựa chọn thành màu đỏ vì nó rơi vào khoảng tầm 7 màu. Hôm nay mình sẽ lựa chọn màu đỏ là cái màu mà đặc trưng cơ bản. Ok, mình sẽ lấy nó lên. Mọi người thấy nó có đẹp không? Rất đẹp. Rồi, ngay trước mặt mọi người đây là một cái box hình vuông. Thì cái box này sẽ sử dụng ra sao và cái công dụng của nó là cái gì thì hôm nay mình sẽ unbox cái sản phẩm này ra và giới thiệu cho mọi người cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Thì việc đầu tiên mình sẽ mở cái thùng này ra. Nó có hai cái lẫy khóa ở đây, mình có thể bấm lẫy khóa để gạt nó ra, đẩy nó lên. Đây, có gì đây? Miếng gỗ đầu tiên. Tiếp theo nữa, ở trong này có những cái gì? Nó có một cái bàn xếp. Và cái bàn xếp này mình sẽ phải xếp làm sao để cho nó hợp lý nhất, nó không bị rời rạc hoặc nó không bị đổ hay nó không bị siêu vẹo. Thì mọi người để ý, ở trong này đi theo cái set box này nó bao gồm có 6 cái chân, thì hai cái chân gốc và nó nằm đi liền với cả cái box này. Bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ để hai cái chân này lên trước. Sau đó nó có 4 cái chân này. Mình sẽ lắp lần lượt vào các điểm mấu chốt ở đây. Những cái thanh chân này theo thiết kế theo dạng hình xoắn ốc. Ở đây nó là một cái như một cái đầu vít ấy, mình có thể vặn chặt nó vào, mình có thể siết chặt nó vào để nó giữ cho cái chân này nó được chắc chắn hơn. Thì mọi người lưu ý mình siết không cần phải chặt quá. Ở đây nó tổng cộng là có khoảng tầm 6 cái chân. Thì mình cứ lắp đủ 6 cái chân là được. Sở dĩ tại sao mà mình giữ như vậy là để cho cái bàn nó không bị lật bên này, nó lật bên khác, để nó làm đổ cái bàn. Thì mình sẽ lắp 4 cái chân này trước vào 4 cái điểm khóa ở trên mặt bàn. Sau khi lắp xong 6 cái chân thì mình sẽ có một cái động tác nhỏ. Mình sẽ giữ cái chân ở phía sau này lên. Mọi người lưu ý giữ cái chân ở phía sau này lên để cho cái bàn nó không bị lật đổ ra phía trước hoặc ra phía sau. Và bước tiếp theo nữa là mình chỉ cần nhấc nhẹ cái mặt bàn đưa về phía trước như vậy. Thì ở đây mình sẽ xoay ngang cái bàn này này để cho mọi người dễ nhận dung hơn. Ok. Và bây giờ khi mọi người nhìn thấy cái mặt bàn nó không được theo một cái hình cái bề ngang nó bị gồ ghề quá, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái chân và mình tăng lên tăng xuống, giảm hoặc là tăng chiều cao để làm sao phù hợp với cái mặt bàn này, nó đưa ra một cái bình bằng thẳng nhất để mình ngồi ở đó. Đơn giản lắm. Cái này mọi người chỉ cần mở khóa ra, sau đó mình thấy cái mặt bàn này mà nó thấp thì mình đẩy nó lên là được. Tất cả các chân đều như nhau. Sau khi mình đã tăng 4 cái chân lên để cho nó có một cái mặt phẳng tuyệt đối như vậy, thì cái nắp này mình sẽ để nó vào trong cái đậy nắp thùng. Đây là một cái bàn gần như hoàn chỉnh. Và nó thiếu thêm một vài món nữa, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn và mình sẽ giới thiệu với mọi người một vài món đó để cho nó bổ trợ cho cái bàn này nó trở thành hoàn hảo hơn. Thì cái thùng này mọi người có thể lưu ý, cái thùng này nó giống như kiểu là một cái vali kéo. Mình có thể để chén đũa, mình có thể để đèn, hoặc là mình có thể để những cái vật dụng về đồ bếp mình sẽ cho vào trong này. Và sau khi cho vào trong này xong thì mình gập lại, nó sẽ giống như kiểu một cái box hình vuông.
với một cái diện tích nó rơi vào khoảng tầm 40 cm. Hình vuông 40 cm như vậy nó rất là nhỏ, để anh em có thể để một cái khoang ở trên xe hơi, là để cho nó làm sao là để nó hợp lý nhất, phù hợp nhất, gọn nhất. Thì bây giờ cái bàn bếp này nó cần thêm cái gì bổ trợ nữa thì mình sẽ giới thiệu với mọi người có hai cái bổ trợ. Thì bổ trợ đầu tiên, anh em đi camping thì kiểu gì cũng phải sử dụng đèn ánh sáng. Cái này là cái rất là quan trọng, mọi người lưu ý. Đây là một thanh treo đèn chính hãng của cái hãng iCamper này. Thì bây giờ cái thanh treo đèn này nó đã thiết kế một cái lỗ sẵn ở trên mặt bàn. Thì ở đây mình đã có một cái rong sẵn, mình lắp nó lại. Ok. Thì cái thanh treo đèn này nó cũng giống như cái chân thôi. Mình có thể tăng lên, hạ xuống tùy vào cái mức độ mình muốn để ánh sáng rộng như thế nào thì mình sẽ tăng lên hạ xuống như vậy. Một cái rất quan trọng, cái thứ hai để mình giới thiệu với mọi người, đây là bộ kitchen rack. Thì cái bộ này nó giống như kiểu là một cái túi để cho mọi người để dao dĩa hoặc là để một vài những cái kéo các thứ, là để cho mình để vào cho nó gọn. Thì sẽ unbox cái này ra. Thì mọi người lưu ý, cái bộ kitchen này có rất rất nhiều anh em không mua đi kèm theo set này, nó sẽ rất là lãng phí. Vì lý do tại sao mà mình khuyên mọi người mua cái bộ này, cái nhất nó đẹp, cái thứ hai nữa là nó đồng bộ với cả cái set này của mình, nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra và mình sẽ lắp vô thì mọi người sẽ xem nó đẹp đến mức độ như nào ha. Thì cái bộ kitchen này nó sẽ thiết kế là sao, ở đằng sau nó có dây chun, nó có thêm một cái miếng sắt. Thì cái miếng sắt này mình sẽ cho nó vào trong dây chun như vậy để cho nó giữ cho nó chắc chắn. Ở phía sau nó lại có thêm một cái băng dính để mình giữ cho cái bộ kitchen này nó chắc chắn hơn nữa. Đó, sau khi mình dính xong mọi người lưu ý này, mở cái nắp này lên. Thì ở đây nó có những cái lỗ gài. Thì mình sẽ gài cái lỗ này, cái này vào cái lỗ đầu tiên. Phía ngoài cùng bên tay phải ha. Đó. Đây là một set IOK của hãng iCamper đầy đủ nhất mình giới thiệu đến với tất cả mọi người. Thì mọi người nhìn thấy nó thiết kế rất là đơn giản, không có gì khó, không có gì khó khăn cả. Nó chỉ sử dụng các bàn, mặt bàn xếp lại với nhau để tạo thành một cái bàn dài. Thì cái chiều dài này á, nó rơi vào khoảng tầm 1,5 m. Mọi người lưu ý, chiều dài này nó khoảng tầm 1,5 m, của chiều ngang nó rơi vào khoảng tầm 40 cm. Thì mỗi cái mặt bàn này là nó sẽ là một hình vuông 40 cm. Và có một cái hay, khi anh em đi camping, có một cái mà luôn luôn mọi người phải chú trọng, đó là cái bếp. Thì cái bàn này nó đã set hai cái bếp, nó nằm trong sẵn ở cái bàn rồi. Nó thiết kế kèm theo hai cái bếp ga mini ở đây. Thì nó sẽ có một cái lợi thế để cho mình làm gì? Để khi mình đi camping, mình có thể sử dụng cái bếp này để mình nấu ăn. Đây, mọi người lưu ý này. Cái hãng này nó thiết kế như vậy là theo như mình được đánh giá là nó quá hoàn hảo. Thế bây giờ anh em đang suy nghĩ là cái bếp này nó sử dụng cái bình ga nào để nó phù hợp với bếp này. Thì bây giờ á, mọi người cứ yên tâm là bên mình có cung cấp đầy đủ những cái adapter để cho anh em sử dụng được bình ga lớn có đầu vặn xoáy là bình ga butan, hoặc là bình ga nhỏ mini là bình ga Namilac. Thì cái cổng kết nối đó nó là cái này. Mọi người lưu ý, đây là một cái cổng kết nối Z11 của thằng Camming Moon, chất lượng nó rất là tốt. Thì bên shop có nhập cái sản phẩm tốt nhất này về để cung cấp cho mọi người sử dụng cái bếp này, sử dụng cái bình ga để có thể ra chợ mua nhanh nhất. Thế bây giờ cái bình ga đó
Bây giờ cái bình ga đó là bình ga này. Mọi người lưu ý, bình ga này khi mình đã chơi là mình phải mua bình ga mới, còn mình không có chiết lại cái bình ga này. Còn những cái bình ga butan thì mình có thể chiết lại được, còn những bình ga này nó rẻ, khoảng tầm 20.000 thôi, mình có thể ra mình mua được. Thì cái dung tích của cái bình ga này là 230g. Nó có thể đun nấu cho mình khoảng tầm 1 ngày, từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Và mình có thể hầm rồi mình nấu nướng, xào nấu. Là một cái bình ga này có thể sử dụng được 1 ngày cho một đội quân khoảng 4-5 người. Mọi người lưu ý ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách khởi động cái bếp này như thế nào, lên lửa cái bếp này ra sao, để mọi người nắm được là cái cách sử dụng cái bếp này để cho nó hiệu quả nhé. Thì việc đầu tiên, ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái bếp, cái bình ga này là cái bình ga phổ biến nhất và mọi người có thể mua được ở bất cứ một chỗ nào cũng có thể mua được. Sử dụng cái adapter mình sẽ gắn vào cái bình ga này. Sau khi gắn bình ga xong, mọi người thấy nó khác, đầu của nó sẽ chuyển đổi thành đầu xoáy. Và mình sẽ gắn vào cái bếp này và bắt đầu mình sẽ bật lửa vào cái bếp này qua cái bình ga nhỏ này. Thì mình chỉ cần vặn xoáy thôi, vì cái đầu của nó là đầu vặn xoáy ốc. Bây giờ mình sẽ vặn vào cái bếp này. Thì mọi người lưu ý, mình vặn không cần phải chặt quá, có nghĩa là hơi một chút cũng được. Sau khi mình gắn cái bình ga du lịch vào trong cái bếp này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng làm sao để bật được cái bếp này lên. Thì mọi người nhìn vào đây, nó có một cái đúng công tắc. Đúng công tắc này nó có vặn trái và vặn phải, là mở ga lớn và mở ga nhỏ. Thế bây giờ, cái việc đầu tiên mình sẽ vặn cái bếp này cho nó có tiếng ga lên. Sau khi mọi người nghe thấy nó có tiếng ga ở đây thì cái công tắc để đánh cái bộ kích điện này là mình ấn thẳng vào trong. Mình sẽ bấm thẳng vào trong. Mọi người nhìn thấy bắt đầu lửa lên. Có thể vặn lớn, nhỏ ở đây được. Rất chuyên nghiệp. Sau khi mình chỉ cho mọi người cái cách hướng dẫn sử dụng về cái bếp này thì bây giờ mọi người sẽ làm cái gì tiếp theo để cho cái bếp này nó hoàn thiện hơn và cái công năng của nó sẽ sử dụng tốt nhất. Những cái cây đèn này mình làm sao mình phải treo những cái đèn mà nó nhẹ một chút. Thì cái lựa chọn ở shop nó có một cái lựa chọn là hay nhất. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái đèn, gần như là tất cả những anh em sử dụng cái bàn IOK này phải sử dụng cái đèn này, vì cái sự công năng của nó, về cái nhỏ gọn của nó. Cái đèn này là một trong những cái cây đèn mà anh em đang rất là ưa chuộng, không phải những ở thị trường Việt Nam, ở thị trường Nhật Bản hoặc là thị trường Thái Lan. Bây giờ mình sẽ treo cái đèn này vào đây. Mọi người nhìn thấy cái đẹp không? Chắc chắn nó sẽ đẹp. Đấy, quay cái này từ đây. Đó. Thì cái ánh sáng của cái đèn này nó vừa đủ. Nó chỉ khoảng tầm 100 lumen thôi, nhưng mà nó có một cái ánh sáng vàng ra rất là đẹp. Bây giờ hai cái bếp này mình sử dụng cái gì? Để khi mình đi camping thì anh em thích xào nấu rồi đun nước hay làm gì cũng được. Thì ở đây mình có đặt lên hai cái này để tượng trưng thôi. Cái đầu tiên mình đun nước. Cái thứ hai là mình đun cà phê. Cho vào đây. Thì mọi người lưu ý, ánh sáng của cái cây đèn nhỏ này nhìn như vậy thôi nhưng mà nó rất là sáng. Độ sáng của nó là ánh sáng vàng đẹp lắm, khoảng tầm 100 lumen 2 nấc. Nó có thể cho mình một cái ánh sáng nguyên cả cái bàn này được. Về ánh sáng và cách sử dụng ánh sáng ra sao thì mình sẽ làm một cái video clip riêng để hướng dẫn cho mọi người khi đi camping ánh sáng tổng và trợ sáng. Thì cái video clip đó mình sẽ up sau. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái bàn ăn rất là chuyên nghiệp. Mình đánh giá cái bàn ăn này là bàn ăn theo tiêu chuẩn 5 sao của dành cho anh em đi camping. Cái tiếp theo nữa là cái bộ kitchen này, nó để những cái gì? Ví dụ mọi người để đũa, thìa hoặc để kéo, mình cho vô đây. Bật lửa, cho vô đây. Thì sao? Thì nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Ăn uống, bốc đũa ở đây ra, ngồi bát đũa ở đây ạ. Rất là perfect. Đóng nó lại.
nay là mình giới thiệu cho mọi người một cái set bàn ăn xếp gọn, bao gồm cả đủ bếp, để anh em đi camping làm sao nó đạt tiêu chuẩn 5 sao và nó đủ công năng để khi mình đi camping mình được thoải mái nhất. Thì cái set bếp này hiện tại bây giờ bên shop bên mình Mr. Weekend đang có bán và là nhà đại lý chính hãng. Thì mọi người có thể mua tại website hoặc mọi người có thể vào fanpage bên mình để đặt hàng. Sẽ có 100 shop giảm giá tốt nhất dành cho mọi người đặt hàng sớm nhất. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.